Vâng, đây là lúa của anh Thắng ở xã Chánh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Anh Thắng sử dụng nay đã 3 năm phân công nghệ sinh học hiệu con lười. Thì hôm nay đây là đài thâm tám, anh trổ vừa đều, anh đang xịt thuốc đây. Rồi con xem đây, thấy cái cây lúa này, chân nó thật là sạch, nó trống chân. Nhưng mà thân cây thì nó to, nó mập, lá nó dày, nó thẳng đứng, có cái lượng là lá đồng. Còn con thấy trổ nhưng lá đồng nó vẫn dày xanh vậy nè. Thì cái lá đồng này nó tạo đường và tinh bột để nó nuôi cho cá bông. Nếu mà cái lá đồng này mà nó mỏng hoặc nó bị sâu hay bị bệnh thì cái bông lúa nó không có vô gạo nó tròn được. Đó là cái tỷ lệ lép của nó cao hơn. Còn cái phân lùi thì cái lá nó dày đây, còn thấy lá đồng nó dày. Đó. Nó dày lên thì nó nuôi cái hạt được nó tròn hơn. Tháng này bón phân chỉ có 2 lần thôi, có vụ đông xuân này. Nó đó chưa được 400 kg cho một ha, chỉ có 300, 350. Những lượng lúa bông rất to dài gì mà. Đây là 2 hectare đài thâm tám của anh Thắng ở xã Chánh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Nay trổ đều rồi, đang xịt thuốc. Nó mà còn thấy lượng bông. Bông mới đếm qua xong là 139 hạt trên một bông. Và đồng thời cặp bờ bên kia đếm chỉ có 119 hạt thôi. Ở đây nó hơn hơn một hơn hai hai chục hạt cho một bông.